Maguire hóa dòng ở tuyển Anh, được ví là bản sao thượng hạng của Maldini. Trung vệ thủ biên chế MU đã có trận đấu xuất sắc ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời được người hâm mộ so sánh với huyền thoại Paolo Maldini của AC Milan. Theo thống kê từ WhoScore, Harry Maguire đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 89%, con số ấn tượng với một trung vệ. Ở trận đấu này, anh không gặp quá nhiều sức ép khi đội tuyển Anh dồn ép Iran ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 cũng đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công. Theo đó, anh chính là người kiến tạo cho Bukayo Saka nâng tỷ số lên 2-0. Bên cạnh đó, tỷ lệ không chiến thành công của Harry Maguire là 100%. Đế thân ngôi sao 29 tuổi đã đập tan sự hoài nghi về phong độ. Thậm chí trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ tâm sư gần như phát cuồng, đồng thời ví Harry Maguire là bản sao thượng hạng của Paolo Maldini. Khi Maguire chơi cho đội tuyển Anh, tôi cảm giác như cậu ấy là bản sao thượng hạng của Paolo Maldini vậy. Tài khoản tên RMFC Ron bình luận. Có người nói rằng Maguire không nên thi đấu cho đội tuyển Anh nữa, họ đều là những người hâm mộ thiếu chính kiến. Tài khoản GPV chia sẻ. Tại sao cậu ấy thường thể hiện bộ mặt tệ hại trong màu áo Manchester United, nhưng lúc nào cũng chơi rất điên rồ khi lên tuyển Anh vậy? Người hâm mộ tên George thắc mắc. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Harry Maguire trở thành tâm điểm của sự chú ý khi được triệu tập, ngay cả khi ngồi dự bị ở Manchester United. Dù vậy, khi chơi bên cạnh John Stones và Luke Shaw, cầu thủ sinh năm 1993 đã cho thấy mình là nhân tố đáng tin cậy. Bước sang hiệp 2, Harry Maguire khiến người hâm mộ tam sư lo lắng. Anh buộc phải rời sân ở phút 70 với gương mặt nhăn nhó dù không va chạm với ai. Anh sẽ có 4 ngày để phục hồi trước khi đội tuyển Anh chạm trán đội tuyển Mỹ trên sân Anfield